Xin cảm ơn chị Trần Kim Anh. Và ngay lúc này đây thì chắc là mình cũng đã chia sẻ nhiều rồi. Và như chị nói thì mình rất là muốn có thể lắng nghe những ý kiến khách quan. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin được nhiệt liệt chào đón sự hiện diện của một chuyên gia trang điểm, Miết Nguyễn. Và chúng ta hãy cùng có một chút trò chuyện cũng như trao đổi với Miết Nguyễn để hiểu thêm về dòng son này. Xin cảm ơn chị Nhật Kim Anh. Trước khi giao lưu với Miết Nguyễn thì Thanh Thanh cũng xin được chia sẻ với quý vị một số thông tin về chuyên gia trang điểm và người mẫu cá tính đang đứng cạnh tôi ngay sau đây. Thì Miết Nguyễn tên thật là Nguyễn Phạm Minh Đức, và Miết Nguyễn được biết đến không chỉ là một chuyên gia trang điểm đã cộng tác với rất nhiều nghệ sĩ có tên tuổi ở Việt Nam, và bên cạnh đấy thì Miết Nguyễn cũng là một người mẫu và được rất nhiều người yêu quý, đặc biệt là thời gian vừa rồi thì Thanh Thanh có theo dõi chương trình The Face và rất ấn tượng với hình ảnh của Miết Nguyễn trong thời gian vừa qua. Và giờ đây thì ngày hôm nay thì Thanh Thanh cũng xin được bật mí với tất cả quý vị có mặt trong khán phòng là hôm nay cũng chính là sinh nhật của Miết Nguyễn. Và xin mời chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để có thể gửi lời chúc đến Miết Nguyễn. Chúng ta có thể hát một bài chúc mừng sinh nhật được không ạ? Cô vậy luôn hả? Chị Nhật kêu anh. Dạ, chị có thể dạ, dạ rồi. Em cảm ơn chị nhiều. Từ trước giờ em không có làm sinh nhật, nhưng mà em có cái cảm giác nó rất là khác biệt ngày hôm nay khi đứng ở đây. Trước khi được nói về cái sản phẩm chính là khách mời thì biết có một bật mí là biết đã trải nghiệm sản phẩm này chắc khoảng 10 ngày đến nửa tháng rồi. Có nghĩa là trước khi đến đây thì biết luôn đòi hỏi là khi nhận được lời mời đến với cái chia sẻ về cái sản phẩm Son Aura Sunshine này thì Mít thật sự rất là khó tính, và nói cho đúng là Mít không có dành cái niềm tin quá nhiều cho sản phẩm Việt Nam đâu. Vì Mít nghĩ mình đã dùng quen những sản phẩm của Âu Mỹ rồi, cái tiêu chuẩn mình nó khác. Khi mà dùng những sản phẩm Việt Nam đôi khi Mít là một người rất là thẳng tính, Mít sẽ dành những cái lời đánh giá nó không có được tích cực lắm. Và Mít luôn đặt cái yêu cầu là vậy thì cho em xin test thử sản phẩm đi. Em cảm thấy em hài lòng, em có những cái lời đánh giá đúng đắn nhất thì em sẽ trả lời là em có đến hay không. Thì ngày hôm nay những gì Mít nói ra là bằng kinh nghiệm của mình trong suốt cái khoảng thời gian mình làm nghề và trong suốt khoảng thời gian Mít được đào tạo, bởi vì Mít trước đây xuất thân từ một nhãn hàng của tập đoàn nước ngoài, cho nên đối với Mít, sản phẩm ngoài những cái yếu tố về làm đẹp thì nó đòi hỏi về những yếu tố về chuẩn mực cần thiết phải có và an toàn cho người dùng rất cao. Và Mít sẽ nói thật nó hết những cái gì Mít nghĩ về cái dòng sản phẩm này, nếu có gì buồn thì đừng có buồn em nha chị. Như Mít vừa nói thì là trước khi đến cái buổi họp báo ngày hôm nay thì Mít cũng đã gửi trước, yeah, và đã được trải nghiệm trước, thì những trải nghiệm ban đầu của Mít Nguyễn, bạn cảm thấy như thế nào về cây son này? Giờ cũng khen chứ hay chê chứ? Chúng ta cứ nói khách quan ha. Là như thế này nè, cái điều mà Mít nó, nếu như nói đúng là chê thì nói chứ đúng, son lì vẫn là một cái dòng son nó không còn quá mới mẻ trong mắt của người dùng nữa, đúng không ạ? Bởi vì bây giờ son lì đã phát triển đến những cái dạng mới, đó là son lì kem, chứ không chỉ còn là son lì đơn thuần như thế này nữa. Đó là cái điều mà cái chê duy nhất ở dòng son này, có lì là đi theo cái dòng sự kiện thì vẫn là một bước chân khá chậm so với những cái sản nhãn hàng đã đi trước. Nhưng cái điều phải khen đó là dù đi sao nhưng mình đi chắc và đi tốt. Cơ bản đó là trong thành phần sản phẩm, Mít nhìn thấy có những cái thành phần nó rất là mới lạ, nó rất là khác biệt so như với những cái thành phần son lì của các nhãn hàng khác, thậm chí là của những đất nước bạn đã phát triển. Mình vẫn có và mình cập nhật những cái thành phần mới. Chị như Kim Anh có nói là chị tự tin với cái dòng son này, về cái độ bám màu và không có chì, đúng không chị? Hồi nãy chị cũng có nói là nếu như muốn tìm cái chất không chì thì chỉ có trong son bóng. Thực sự mới thấy cái điều này nó cũng không hẳn đúng hoàn toàn đâu. Bởi vì chất BPO, oxit chì, nó không chỉ có trong cái thành phần son mà nó nằm trong thành phần tạo màu nha các bạn. Thành phần tạo màu thì son bóng có màu không? Vẫn có màu. Cho nên đôi khi son bóng vẫn có chì. Riêng với sản phẩm son lì kem này không có chứa thành phần BPO oxit chì, thậm chí là nó không có luôn. Chứ nó không phải như những sản phẩm khác mà Mít biết là mọi người sẽ nói là nó nằm ở thành phần nằm dưới 20 phần ngàn, là đây là cái chuẩn mực an toàn. Thì trong cái son của Laura Sunshine là hoàn toàn không có. Mà nếu như mọi người sẽ thắc mắc là tại sao không có chì mà lại màu lại bền màu rõ và đẹp, thì Mít xin nói với các bạn biết như thế này. Trong thành phần của tất cả các thành phần son lì đó, để tạo được cái chất son lì, nó luôn có một phần gọi là kaolin. Kaolin tên đúng nó là một thành phần
sáp, mặt nạ đất sét để dưỡng da. Đó là một cái thành phần luôn có trong son lì nha các bạn. Và đối với cái salon sunshine, cái cao lanh này chứa thành phần dưỡng rất nhiều, trong đó có sea butter và sea butter. Đây là những thành phần dưỡng ẩm bởi vì luôn có, nhưng ở một cái mức độ nào đó tùy theo cái sản phẩm. Nếu cái thành phần này quá nhiều, son sẽ bị bệt màu, nhưng nếu quá ít, son lại bị khô. Còn ở lao sunshine, hàm lượng này rất là vừa đủ để có thể giữ được màu, bởi vì cao lanh sẽ bám màu và giữ cho cái màu môi của mình mướt trên bề mặt. Và sea butter nó sẽ dưỡng cho cái bề mặt của môi đó một cái độ mịn màng, mướt mát vừa phải. Đó là những cái gì Bích muốn giải thích. Không phải thật sự lúc đầu Bích dùng á, Bích cũng nói có hơi bị sai không? Làm sao Việt Nam có thể làm được đến một cái mức độ như thế này? Bởi vì thật sự những cái tiêu chuẩn này Bích chỉ tìm thấy được ở những sản phẩm son của Âu Mỹ. Và thậm chí cũng có một số cái không có. Mình đi sao nhưng mà mình lại có những bước đi chắc và tốt như thế này, thì đó là một điều Bích rất là bất ngờ. Và trong cái suốt 10 ngày mà Bích đã sử dụng, và có những khi Bích phải giấu khách hàng của mình đi test thử cái sản phẩm lên môi của họ, Bích không nói gì hết á. Đến lúc Bích làm Bích mới cho họ trải nghiệm cái son môi. Và khi làm xong Bích mới nói, chị có biết son này ở đâu không? Thì Bích nói son này son Việt Nam đấy chị. Xong Bích cũng nói, đây là son này của chị Nhật Kim Anh. Và ai cũng hết hồn. Hết hồn là khi Bích nói là khi họ đã trải nghiệm cái sản phẩm đó sau, những cái tiệc tùng, những cái thời gian họ cần làm đẹp, họ về họ tẩy trang rồi Bích mới nói. Thì khi họ tẩy trang họ mới biết được cái độ bền màu của son ra sao, cái chất son như thế nào, ăn uống phủ phê này kia mọi thứ, thì cái điều còn ở lại với mình là cái màu sắc rất tốt. Nhưng mà khi họ tẩy trang ra thì môi của mình không bị khô, không bị bong chóc. Lý do không bị bong chóc không phải vì môi họ không có tế bào chết. Chúng ta dùng son ai cũng biết chúng ta phải tẩy tế bào chết định kỳ. Lý do tại sao sản phẩm này không có, bởi vì trong thành phần có chứa bột ngọc trai. Bột ngọc trai là cái thành phần làm bệnh. Khi chúng ta sử dụng sản phẩm, bột ngọc trai nó sẽ bám vào sát trong từng cái thớ môi của mình. Và khi chúng ta tẩy trang, bột ngọc trai sẽ nhẹ nhàng đi ra cùng với tế bào chết. Và tế bào chết của môi không phải một lần mà nó ra hết, mà chu kỳ môi của mình ra tế bào chết nó sẽ là từ 20 đến 23 ngày. Thì mỗi ngày nó sẽ ra một chút. Khi chúng ta đánh son mỗi ngày, chúng ta tẩy trang, thì cái tế bào chết nó cũng ra dần dần từ từ. Và một cái điều cuối cùng mới thấy nó là một cái điều đặc biệt. Lần đầu tiên mới thấy trong cái dòng son môi đó là trong cái sản phẩm của La Roche-Posay nó có chứa thành phần silica. Có thể cái này nó bị chuyên môn quá mọi người không biết đâu. Silica là một thành phần trước giờ mới chỉ thấy ở trong sản phẩm phấn trang điểm thôi. Tại vì sao? Silica là một thành phần giúp liên kết các mô cơ lại với nhau. Cho nên thành phần này nằm ở trong son La Roche-Posay sẽ không làm cho môi của mình bị những hiện tượng là bị nứt nẻ thôi. Khi đánh lên son, lý do đó vì sao cái son này đánh môi nó rất là mướt, nó mượt. Ví dụ như son lì bình thường thì đánh lên nó vẫn bị khô đúng không? Chính vì sản phẩm này có silica. Mà đây là một cái thành phần mà biết lần đầu tiên mới thấy trong son môi, đặc biệt là son môi của Việt Nam. Quả thực là khi mà nghe Bích Nguyễn chia sẻ thì cả tôi cũng như là tất cả quý khán giả đều chăm chú. Chúng ta không nghe thấy một tiếng động nào mà chỉ chăm chú lắng nghe. Bởi vì là đúng là người có chuyên môn như cá gặp nước, nói gì cũng thấy hay, nói gì cũng thấy chuẩn đúng không ạ? Một tràng pháo tay cho Bích Nguyễn.